Dạ xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê vàng trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Và hôm nay là ngày 19 tây tháng 12 năm 2022. Em có đem về 4 phô mai sù rất là đẹp, rất là VIP và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào em ơi. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này, 4 cây sù này, kính mong quý cô chú và anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ nha. Địa chỉ tọa lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533. Em tên Út. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em cô chú anh chị. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên có hiện trang cái nhân của em nha. Rồi không để mất thời gian của quý chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên của chú anh chị. Cây số 1 đầu tiên là cây mai sù. Sù chảy tín hiệu 100%. Cốt cành bẻ sữa chi quê quay nhạo của chú anh chị. Cây cốt cành bẻ sữa 4 năm của chú anh chị. Cốt cành rất là to nha. Sù 100% luôn. Thân lắc lượng rất là đẹp. Đế hậu nở của chú anh chị. Cái này chú Dương chia sẻ là cây bông đẹp của chú anh chị. Cây cốt cành bẻ sữa chi nhạo luôn của chú anh chị. Thân lắc lượng rất đẹp nha. Thân chủ của chú anh chị nhìn lắc nè. Cứ một một lắc là một cốt cành nha. Chung cây này em mua của dân chơi của chú anh chị. Dân nuôi một cây bonsai nha. Đó, hai bách đế nở là hai mặt tiền của chú anh chị. Rất đẹp luôn. Nhất chữ A luôn của chú anh chị. Cây cũng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cốt cành cổ tay em không có chú anh chị, nhạo 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 của chú anh chị, nhạo 3D luôn. Rồi em cho anh xin cái thông số em ơi. Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu là 65. Đường kính bầu 65. Hoành thân là 47. Hoành 47. Thoát thân lên nhiêu em? Thoát thân chi số 1 ạ. Thoát thân 32, em đo chi số 1 mình luôn đi. Cốt chi này là 10. Cốt chi 10, cốt chi số 2 luôn em. Cốt chi số 2 cũng 10. 10 luôn, nó đều 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 nhau nha. Em đo cái ngọn em ơi. Cái ngọn 10. Cái ngọn 10 là của chú anh chị. Cây sạch sẽ của chú anh chị. Cái này có một vết cắt 10 cốt cành chi số 1 nha. Đó, khoảng 2 ngón tay em của chú anh chị. Cây ngoài đẹp lắm của chú anh chị. Cái này chơi cây phong cách rất đẹp nha. Mình chơi cây cành rớt trực lắc luôn. Đây cũng ngoạn cắt của chú anh chị. Không đáng kể nha. Có cốt chi này nó dựng lại cho chú anh chị. Quá đẹp luôn rồi. Hai bách đế nở rất là đẹp cho chú anh chị. Dạ rồi, cây mai sù mã số 1 đầu tiên em xin mãn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 35 triệu, em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Còn chú anh chị ở xa thương lượng ship lại với em nha cô chú anh chị. Cây ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Dạ rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 2 ạ. Em xin mời ạ. Dạ rồi, bước vào cây mã số 2. Dạ, cây mã số 2 cũng là cây mai sù của chú anh chị. Mai sù bonsai trực lắc rất đẹp đó chú anh chị. Cái này cũng sù chảy của chú anh chị, để hết sức cái đế rồi, để quá đẹp luôn rồi. Cái này chuẩn cây bonsai của chú anh chị, chi 1 nè, chi 2 nè, đó bên đây cành phong có luôn của chú anh chị, đầy đủ hết trơn nha. Cây rất đẹp của chú anh chị, lùng lực bút măng luôn, để bao đẹp cho chú anh chị nha. Thân hơi dặn rất là đẹp của chú anh chị. Đó, dặn rất là duyên dáng nha. Đây mặt hậu của chú anh chị. Mặt hậu cũng không thua mặt tiền nha. Nói chung cái này hai mặt đều đẹp như nhau của chú anh chị. Đế bao đẹp luôn. Đế chân bonsai luôn của chú anh chị. Cốt cành nó có sẵn luôn chú anh chị. Chi 1, chi 2, chi không có sẵn luôn nha. Rồi, em cho anh xin thông số em ơi. Chiều cao 45. Chiều cao 45. Lùng lực luôn.
Đường kính bầu là 70. Đường kính bầu 70. Hoành thân là 54. Hoành 54. Hoành chuẩn luôn chú chị. Rồi em rút dây ra đi em. Em đo cái cốt cạnh chia 1 à, chia 1 như vậy. Chia số 1 là 13. Chia số 1 13. Chia này là 12. 12, cái ngọn này em ơi, ngọn bắp giót nha. Cái ngọn là 24. Cái ngọn 24. Cây đúng cây trực lắc của chú anh chị. Để đẹp nha chú anh chị. Xù. Xù chảy mà xù cộm chú anh chị ơi. Rất đẹp nha, xù này mới đẹp nữa chú anh chị. Nói chung trong các loại xù, xù chảy là đẹp nhất của chú anh chị. Xù chảy mà được nó bung 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 gì nè, nó dễ bung vàng 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 nè, rất là đẹp luôn. Cái này chỉ có một cách duy nhất của chú anh chị. Nó nhưng mà nó liền rồi nha. Khoảng hơn ngón tay cái em chút xíu chú, cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị chừa một cái chi này nha. Nó đang chặn thẹo nè, nó đang cuốn mép nè. Nói chung xù nó mau, mau cuốn lắm cô chú anh chị. Em ôm một mai rồi bấu vô rồi vậy rồi cây mai xù trực lắc mã số 2 em xin mạn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 45 triệu, em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Còn chú anh chị ở xa thì thương lượng với ship lại với chú anh chị. Bao chú anh chị là cây ngoài rất đẹp, trong hình của chú anh chị nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 của chú anh chị. Đây rồi, xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã số 3, em xin mời ạ. Dạ rồi, bước vào cây mã số 3. Và cây mã số 3 cũng là cây mai xù của chú anh chị. Xù là xù chảy luôn chú anh chị. Xù chảy và xù cộm luôn nha. Cốt cành to lực của chú anh chị. Để rất đẹp nha. Đó. Để chừng nơm của chú anh chị. Dáng mặt này như dáng thú thú lại lại thú vậy. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cái này bông bông zin nha, bông 5 cánh 7 cánh vô anh chị. Xù hết biết xù rồi. Rất đẹp chú anh chị. Cốt cành nè. Cốt cành mà bắt tay em không chú anh chị. Thôi em đo hào hào cho chú anh chị tham khảo nha. Mỗi cốt cành nó xù xù cục 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 nè, giống như xù tổ ong vậy đó. Cây rất đẹp, rất duyên dáng của chú anh chị. Rồi em cho xin thông số em ơi. Nhiều em cao nhiêu? Cao là 1 mét. Chiều cao 1 mét. Đường kính bầu là 60. Dạ đường kính bầu 60. Nơi vị trí này là hoành 67. Hoành chuẩn 67. Nó có cũ như em. Cũ là 74. Cái cũ nở 74. Cốt cành số 1 như em à. À, đúng rồi. Cốt chi này 16. 16. Em nói hào hào vậy chi hào hào vậy chi đó cũng được. Cốt chi này là 15. 15 cái ngọn em. Cái ngọn còn 15. Cái ngọn 15 luôn. Quá đẹp luôn chú chị. Xù mà cộm luôn đó chú anh chị. Hết sức với xù rồi, quá đẹp với xù luôn. Xù chảy vào xù cộm luôn chú anh chị. Cái này có mấy mặt cắt không đáng kể đâu chú anh chị. Mặt cắt này mặt cắt gốc cành nha. Nói chung xù nó mau cuốn thẹo lắm. Nên cắt gốc cành khoảng hơn ngón tay em của chú anh chị. Mặt nào cũng như mặt đó chú anh chị. Mặt nào cũng đẹp như nhau nha. Mặt nào cũng như mặt đó, rất đẹp luôn chú anh chị. Cái chi nè, cái chi tử này rất là to chú anh chị. Bự hơn gầm tay em dữ lắm nha. Bầu chú anh chị được cái ngoài rất đẹp. Em ôm cái mai cho chú anh chị tham khảo nha. Dữ lắm đẹp của chú anh chị. Giờ rồi, cây mai xù mã số 3 em xin mạn phép giao lưu với chú anh chị giá 52 triệu, em bao ship của chú anh chị 200 km luôn nha. Còn chú anh chị ở xa thương lượng với ship lại với em cơ chú anh chị. Cái này nhìn dáng thế cây giống như cây cổ kính, nhìn nó cổ nó già dữ lắm chú anh chị. Cây ngoài rất khuê, rất đẹp của chú anh chị.
Vậy là xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, bước vào cây mã số 4. Vậy mà cái mã số 4 là cây mai vàng bông dảo của chú anh chị. Bông dảo chính hiệu 100% luôn. Dảo hai lớp luôn, bông 16 cánh. Dám mạnh miệng bao bông chú anh chị nha. Bông bông xoay đại, dáng trực lắc. Cây rất đẹp của chú anh chị. Em để thùng xuống cho anh chú chị so sánh em ơi. Đó, của chú anh chị hình dung nha. Cái thùng xuống là không xi nhê được chú anh chị. Cốt cành là có sẵn luôn, mau chơi luôn. Cây chùm đế như đế chơi đế chùm đế với bột xài chú anh chị. Đó. Cái tay là không xi nhê với cộng đế cộng rễ luôn. Để bóc luôn chú anh chị ơi. Cái tay đàn ông của em nè, đó, cái tay em còn không xi nhê luôn mà. Hết sức rồi. Cái này cũng đang lên xù chú anh chị. Đang lên xù nha. Tương lai chú anh chị về trồng là lên xù 100% nha. Đó, mặt tiền mặt hậu rất đẹp đó chú anh chị. Cây lắc lượng rất đẹp luôn. Để cũ sứ luôn chú anh chị. Hết sức cũ đế rồi. Rồi, em cho anh xin thông số em ơi. Cái này đế nổi em đo nhiều thông số cho chú chị tham khảo nha. Chiều cao là 80. Đường kính bầu 85. Nồi đế là tương đương khoảng 250-260 chú anh chị. Rồi. Cái cũ là 1 mét. Quanh cũ 1 mét. Một thông số thứ nhất cho chú anh chị. Thông số thứ hai nha. Rồi, em đo vị trí này là 80. Đây, em đo vị trí thứ hai. Hoành 80 là nằm trên cầu rễ nha. Em đi một vòng chỗ chú dành anh chị tham khảo nha. Vẫn còn mình nạt có chú anh chị, vẫn còn mình nạt nha. Rồi em rút dây ra đây. Em đo cái hoành eo cho chú chị luôn em ơi. Rồi thông số thứ ba. Em đo ba thông số cho chú anh chị nha. Rồi. Rồi bấm lên. Rồi. Hoành 70. Hoành eo hoành chuẩn luôn. Lấy dây đem. Cốt cạnh em đo cốt cạnh số 1 nha. Cốt chi này là 36. 36. Cốt chi số 1 36. Chi số 2 đây em ơi. Đây. Để chi số 2 đây. Ừ. Chi này là 33. 33. Em đo bằng cái ngọn đi. Cái ngọn 15. Quá đẹp luôn rồi. Hàng đáng sưu tầm của chú anh chị. Cốt cành có sẵn rồi chú anh chị về vô chậu là bắt chia tay ra chơi thôi nha. Mặt này là mặt hậu của chú anh chị. Đó, mà em xác định mặt bên kia là mặt tiền nha. Đây mặt này mặt tiền của chú anh chị. Em thì thích mặt hậu hơn. Đó, đúng đúng cây bonsai là chơi mặt này mặt tiền của chú anh chị. Đó, là chi 1 chi 2 nha. 1, 2 nè, chi phong nằm đây luôn chú anh chị. Đó, chi phong nằm đây nha. Em xác định đây mặt tiền của chú anh chị. Nói chung là cây này chơi được hai mặt của chú anh chị. Mà ngược lại em mà thích mặt hậu hơn. Đó, mặt hậu chú anh chị chơi mặt này cũng rất đẹp nè. Đó, mình làm cây trực lắc mà cành phóng luôn. Cành phóng luôn. Em ôm cái mai nha. Đó. Người mẫu ôm không giáp luôn chú anh chị. Em để thủng suối cho anh chú chị tham khảo đi. Cái này em dám mạnh miệng miệng bao bông của chú chị nha. Bông dảo hai lớp nha. Một lớp 8 cánh, hai lớp 16 cánh. Có hình mặt bông, em có ốp hình mặt bông lên cho cô chú chị đó. Về khỏi cô chú chị khỏi ghét. Cây này mà không đúng bông mày một em đền 10 chú chú chị. Dám mạnh miệng bao bông của chú chị nha. Đi rồi, cây mai vàng mã số 4. Em xin mạn phép giao lưu với cô chú anh chị giá 180 triệu. Em bao ship cô chú anh chị 200 km nha. Cây này phải thuê cho tải chở tới nhà cho cô chú anh chị nha cô chú anh chị. Cây ngoài dữ lắm nặng của chú anh chị ơi. Em để trên xe nặng của chú anh chị. Được rồi, cây mai vàng mã số 4 cũng là cây mai cuối clip. Dạ cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho chú anh chị nha.
Rồi em xin chào quý anh chú chị, hẹn quý anh chú chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.